ưu tiên lâu xíu nha. Thì làm nhanh không chị? Nhanh, cái này làm khoảng tầm 30 phút thôi, nhưng mà tại vì da của em nó nhạy cảm á Là bây nên giờ là chạy máy 30 phút. đúng rồi. Em ơi, trước đây thì em bị cái tình trạng như thế này nè, mà mình có gặp những cái bất tiện gì không? Là giống như mặc áo này kia rồi mình thấy nó kỳ vậy, thở ra mấy cái chỗ mà bị sẹo á. Chị thấy em, cái cách nói chuyện của em nó khá là rụt rè luôn. Kiểu như là mình ngại đúng không? Ừ. Kiểu như mình mặc mặc các cái áo mà ngắn tay nó sẽ bị lỡ, bị Dạ đúng rồi, lộ các cái vết đúng thâm rồi, vết sạm của mình đúng không? dạ đúng Thế rồi em chị. bị như này là bao lâu rồi? Em bị chắc 3 đến 5 rồi chị. 3 4 năm. Bị 3 4 năm mà bây giờ mình mới bắt đầu mình đi điều trị á hả? Dạ. Thế trước đây thì có điều trị ở đâu chưa? Dạ chưa chị, em uống thuốc da liễu Thế mình cảm thấy là cái tình trạng của mình nó có thuyên giảm nhiều không? mà. À, không có cải thiện gì. Chi phí nhiều không? Dạ cũng mỗi lần đi mấy triệu mấy triệu vậy. Chi phí cũng nhiều ha. Dạ. Thì ngày hôm nay bên chị điều trị cho em á, với cái tình trạng như thế này thì chắc chắn là nó sẽ giảm hẳn luôn á. Nó Dạ. giảm hẳn cho mình, thì chị có chụp hình trước sau cho em rồi, Dạ. tí chị lau sạch rồi xong bắt đầu chị điều trị cho mình luôn Dạ. ha. Còn khi mà điều trị thì em không cần phải kiêng khưởng gì nhiều cả. Dạ. Thế tình trạng như thế này thì nó có ảnh hưởng gì tới cuộc sống hay là tình yêu gì không? Dạ không vậy. Không ảnh hưởng nhiều. Dạ. Nó chỉ bị ngứa thôi đúng không? Cũng em không thấy ngứa, nhưng mà dạng như là mình sẽ khó thói quen, mình hay là rờ rồi nó cộm á chị, hoặc là Cộm. cộm, hoặc là mình thấy nó thấy có đầu đầu nhân đó, nặng Cái nặng vậy. mình nặng ra dạ thì nó sẽ lây lan ra những cái dạ vùng xung quanh nha. dạ Ok, thì bây giờ thì chị sẽ tiến hành bắt đầu là điều trị bằng cái laser cho em để nó dạ sạch sẽ luôn tình trạng của mình ha. dạ